Xin mời đại tướng vào trong. Đã xác nhận mục tiêu đúng là tướng Di Xuyên 100%. Đội theo sau bảo vệ chắc chắn sẽ mang theo vũ khí, thưa đội trưởng. Báo đội tiếp ứng chuẩn bị sẵn sàng. Dạ. Đó là cái gì? Là sản phẩm mới, tên Paradise. Nếu nhìn bên ngoài nó cũng giống như các loại kẹo thông thường, nhưng chỉ cần một viên thôi là lên thiên đàng. Ok, được. Nếu vậy tôi sẽ nhận tất cả hàng. Ngài có bao nhiêu cứ giao cho tôi. Chuyện tiêu thụ chúng tôi sẽ tự xử lý. Tốt, không thành vấn đề. Vậy còn chuyện vũ khí, lúc nào thì giao được cho tôi? Hàng sẽ tới tay tôi vào tuần sau. Sẽ không quá 2 tuần lễ, hàng sẽ tới tay ngài. Tốt. Tại thời điểm này tôi bị chèn ép nhiều, sắp có vũ khí để đấu với bọn chúng được rồi. Được thôi. Tôi biết rõ là rất ít khi ngài mới vào trong thành phố, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn hàng ngon để tiếp ngài. Chu đáo thật nha. Bốn em luôn sao? Đúng. Nếu vậy tôi hưởng thụ đây, cậu không phiền chứ? Nhờ cậu trông chừng đám đàn em giùm tôi. Tôi đi à. Tới đây. Lại đây nha. Anh kỳ quá à. Đi nha. Cảnh sát vậy? Không nhúc nhích luôn á. Đang chơi mà. Sao cảnh sát nhiều vậy? Không biết nữa. Không biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Cô giải quyết đi. Chúng tôi nghi ngờ đây chính là địa điểm mua bán ma túy. Đây là lệnh khám xét của chúng tôi. Nè, mời ăn. Cứng à. Có cần tôi giúp gì không, anh cảnh sát?
cáo đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không tìm thấy gì hết. Mau chặn các cửa sau lại. Dạ đó, đi. Chào ba, canh chừng hắn. Dịp em chị nè, canh hắn giùm em nha. Được. Chẳng sống sao? Dạ không phải. Tôi đã dặn cô canh chừng thôi đi mà. Chị ở đây thấy em rồi. Ngồi yên ở đây. Bị bao vây rồi, di chuyển khỏi đây ngay. Đi thôi, mở đường cho đại tướng. Mở lên đi, mở mở đường. Thank you.
không để chúng thoát. Đuổi theo. Đứa này, bỏ lên. Bỏ lên. Chừng bọn chúng đi mau. Bọn chúng rút vào bên trong. Chăm sóc người bị thương đi. Dạ đó, lực lượng đang truy đuổi theo dấu vết của quần chúng. Yêu cầu xe cứu thương tới hiện trường gấp. Nhanh lên, nhanh lên. Ở đây có người bị thương. Có sao không? Alo. Đội trưởng là tôi đây. Đâu rồi? Vẫn ở trong. Hiện ra Khan đang dẫn đại tướng chạy trốn. Tôi và anh đang yểm trợ. Thì ra chúng vẫn ở trong này. Đừng lo, tôi sẽ tìm ra được. Còn cậu, có cơ hội thì phải trừ khử thằng Gân ngay. Nhớ phải cẩn thận đó. Tôi hiểu rồi. Nhặt
Đại bàn gọi. Đại bàn gọi A1. Đội trưởng nhìn kìa. Chỉ bị thương thôi. Tất cả phải cẩn thận. Phía đối phương có kỹ năng chiến đấu rất là tốt. Thời gian lắm, tướng Di Xuyên đã thoát ra rồi. Đi thôi. Đi. Ở trên không có gì, xuống dưới xem thử. Để em lên đó kiểm tra thử. Không cần. Cô đi gọi xe cứu thương đi. Nhanh lên. Tuân lệnh.
Chia ra đây. Tôi nghe. Mọi chuyện ổn chưa? Thằng Gân thì sao? Nó chạy cùng tôi, giờ chắc cũng thoát rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tin nhắn gửi cho Tony. Đọc tin xong hãy cho người dẫn đại tướng bỏ trốn liền. Có tin nhắn gửi cho Tony hả? Sao chúng biết được tin cảnh sát tới chứ? Trừ khi là chúng ta có nội gián. Dù sao cậu không bị thương là tốt rồi. Nói chuyện sau đi. Ok, tạm biệt. Ngài có sao không? Việc này để tôi giải quyết. Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, không biết thân chủ của tôi đây đã làm sai chuyện gì mà phải bị giam giữ ở đây vậy? Thưa ngài luật sư, chúng tôi không hề giam giữ, chỉ là yêu cầu anh ấy hợp tác điều tra mà thôi. Có nghĩa là không có tình tiết báo án à? Thì làm gì có án mà báo chứ. Nếu tới đây để chơi thôi thì đâu có phạm pháp gì. Nhưng nếu đến đây để mua bán dâm trẻ dưới 18 tuổi thì sẽ được coi là phạm pháp. Anh có thực hiện hành vi đó hay không Tony? Mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy, lương tâm của tôi thật sự không dám. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ thân chủ của tôi có thể về được chưa? Phim được dịch rồi và lồng tiếng tại Phim TV. Thật lòng, nếu như anh có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ tự nhiên. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn của nhau mà. À, quên nữa, cái vụ án cô vợ sắp cưới bị bắn chết đó sao rồi? Anh đội trưởng đã bắt được thủ phạm hay chưa? Còn nhớ vụ đó không? Hay là quên mất rồi? Tôi đang chờ xem coi ai là hung thủ. Mau tìm ra hung thủ đi đội trưởng. Phim à, em có biết hôm nay em đẹp lắm không? Anh thấy rất là vui.
Vì từ giờ anh sẽ được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên vợ của mình. Em cũng cảm thấy giống như anh. Anh xin hứa với em, anh nhất định sẽ bắt bằng được kẻ đã khiến em mất mạng. Anh hứa đó. Một không nhớ. Một một chúng ngay tim luôn nè. Cậu thua rồi đó Sơn Trai. Cậu chơi ăn gian quá. Gọi là thông minh mới đúng. Lương lẹo. Nè, uống nước nghỉ mệt đi nè. Nè, uống đi. Của anh Anthony. Cảm ơn. Ôi trời ơi, mồ hôi quá trời kìa. Cũng thường thôi. Để em lau cho. Hết chưa? Còn chút xíu. Rồi, tốt lắm, thêm tấm nữa nha. Được. Cho em chụp chung với. Rồi, tự nhiên nha, vô giữa đi. Ha, xích vào chút. Rồi, tôi chụp tấm nữa nha. Ba người luôn. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đồng ý lấy anh nha. Em không thể nhận nó được. Tại sao? Kim cương này nhỏ quá hả? Anh mua cho em cái lớn hơn. Em không muốn nhận những thứ mua từ đồng tiền bất hợp pháp. Anthony, điều duy nhất em muốn là anh trở lại là anh ngày xưa.
người luôn tôn thờ chính nghĩa. Cái thằng Tony ngu ngốc đó chết lâu rồi mà. Nhắc tới anh lại càng thấy đau lòng. Anh cống hiến cả cuộc đời của mình, liều sống liều chết không ngại gian khổ, để rồi cuối cùng anh được gì? Không ai nhìn thấy sự cố gắng của anh hết. Anh không muốn quay trở lại cuộc sống gian khổ đó đâu Biên. Nhưng những việc anh làm hiện giờ là phi pháp. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Em xin anh đó. Những việc anh làm là để sau này hai chúng ta không phải vất vả. Sao em không chịu hiểu cho anh? Tony à. Hả Biên? Bình tĩnh Tony. Nhưng mà em. Có gì từ từ nói. Đừng có xen vào xong trai. Đây là chuyện riêng giữa tao và Biêm. À, nói vậy không đúng. Bây giờ là chuyện riêng của một mình tao. Có chuyện gì vậy Pim? Thôi đi làm gì em? Chọn sai người rồi Bim à. Anh cũng chưa bao giờ thấy hối hận khi chọn con đường này. Chạy đi Bim, em chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay. Khoan đã, anh nhất định phải ra đó hả? Không sao đâu em, em cứ chờ ở đây nha, đừng đi đâu hết. Nè, là mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại ăn cướp đúng không? Nó thỏa mãn nhu cầu của tao. Tiền bạc, quyền lực, đó là cái mà tao đang cần. Tao không thể nào ở lì cái vị trí cảnh sát bảo vệ công lý như mày. Nếu đã như vậy, tao và mày không còn chung hướng nữa. Đầu hàng đi. Mày cho là có thể bắt được tao à? Thử coi. Cái trò gì vậy? Biêm trúng đạn rồi, mày không thấy sao?
cứu Bim đi. Mày muốn bắt tao thì lúc nào cũng được. Lẹ đi. Bim à. Bim. 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 Đừng làm anh sợ nha. Có ai không? Mau ra cứu người đi. Bim. Dậy lên em. Sẽ không sợ đâu. Bệnh nhân nữ tên là Bimba, trúng đạn và được đưa đến đây điều trị. Ở phòng nào vậy? Xin được báo tin buồn với anh. Bệnh nhân Bimba đã qua đời rồi. Tao sẽ không để mày sống yên ổn, thằng chó sụp chai. Chào đại tướng, là tôi đây. Sao hả Tony? Có gì cần tôi phụng sự sao? Tôi không dám kêu ngài phụng sự. Chỉ mong ngài giúp đỡ tôi một tay. Hy vọng ngài đồng ý. Muốn tôi giúp gì cậu cứ việc nói. Tôi muốn mượn ít người bên ngài qua giúp tôi bảo vệ hàng. Không thành vấn đề. Để tôi cử người sang chỗ cậu. Quan trọng nhất là vụ lần này cấm thất bại. Cảm ơn ngài. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay gọi mọi người tới đây là để thông báo về kế hoạch vận chuyển vũ khí cho tướng Di Xuyên. Lần này chúng ta phải nhờ người của tướng Di Xuyên qua để hỗ trợ bảo vệ hàng. Rakan, cậu hãy phối hợp với người của tướng Di Xuyên để bảo vệ hàng, có hiểu không? Dạ ông chủ. Rom, dạ. Hãy tìm một chỗ trên cao để thuận tiện quan sát, canh chừng hỗ trợ cho Rakan và đồng đội. Đặc biệt là chú ý lúc hàng chuẩn bị ra khỏi cảng. Dạ rõ. Sunan và Gân, việc của hai cậu là phụ trách bảo vệ xe hàng. Tôi nhấn mạnh lần cuối cùng, vụ lần này rất quan trọng. Nếu như ai sơ sót làm hư chuyện, tôi sẽ không tha. Bọn chúng chuẩn bị giao hàng rồi à? Đúng vậy. Khi nào? Tối thứ bảy này. Vậy cậu có biết chỗ giấu hàng hay không? Tôi nên không để lộ đâu. Mình phải tự tìm thôi. Nhưng lần này sẽ có thêm người của tướng Di Xuyên hỗ trợ nữa. Lần này phải hết sức cẩn thận. Tôi chỉ sợ rằng thằng Tony là dở trò nữa. Thằng khốn đó thật sự rất gian manh. Còn chuyện có nội gián, anh có tin tức gì chưa? Tôi cũng đang ngầm điều tra. Nhất định phải tìm ra kẻ nội gián. Chào đại tá, ngài tới rồi. Vũ khí đã sẵn sàng rồi. Bin, em nghe. Thu hết tất cả điện thoại di động lại cho tao. Nhiệm vụ lần này, tất cả chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng bộ đàm để bảo đảm an toàn. Mau lên đi. Mau lên.
Tiếp theo làm gì? Mày về chỗ của mày đi. Dạ xong rồi. Kế hoạch có thay đổi một chút. Shunan Jagan không cần theo bảo vệ xe hàng nữa. Tôi có nhiệm vụ mới cho các cậu đây. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hôm nay chúng ta sẽ đánh úp thằng đội trưởng Sâu Chai, tiêu diệt đội đặc nhiệm dân hộ. Ai cứu được thằng đội trưởng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nói đi. Cá đã cắn câu rồi. Cứ tiến hành theo như kế hoạch. Rum Ran, vào vị trí đi. Chờ lệnh. Em biết rồi. Là chiếc xe này đúng không? Chắc là vậy. Tại sao Sunan không có trong xe? Tấn công. Trên xe không có tài xế. Mở cửa. Giết sạch hết tụi nó không chừa một ai. Sao lại không có gì hết? Ta bị lừa rồi. Ah!
Tất cả cẩn thận. Lùi lại. Nhanh. Bắn nát sọ tụi nó. Lên. Cẩn thận. Cẩn thận bom. Đuổi theo. Lên. Tất cả đuổi theo. Ráng lên, ráng chịu một chút. Lên, xử tụi nó. Lên. À.
Mau theo tôi. Đừng lên, thằng đội trưởng đang tính rút đó. Sao vậy? Có chuyện gì? Em cần anh giúp không, Trung Đan? Nếu vậy em hãy dụ hắn tới bến thuyền đi. Đã rõ. Bến thuyền à? Lên thuyền đi, giải quyết tụi nó đi. Là như vậy? Đội trưởng, anh có sao không? Tôi không sao. Đội trưởng ơi, vừa có tin báo một chiếc xe đầu kéo container đi rồi. Có thấy biển số xe không? Có lẽ camera giám sát có ghi lại đó. Cậu liên hệ trung tâm nhờ lập chốt kiểm tra. Dạ. Chở bên ngoài ạ. À? Không được vào trong rồi ạ. À? Xin lỗi. CPR.
kích điện, kích điện, kích điện. Vào thời điểm 2:00 sáng của ngày hôm nay, đã xảy ra một sự kiện lực lượng cảnh sát và tội phạm giao tranh dữ dội. Theo dự đoán, bọn tội phạm đang vận chuyển vũ khí chiến tranh, lực lượng cảnh sát đã tiến hành truy bắt tại khu vực kho hàng trực thuộc cảng Bangkok. Theo như báo cáo về kết quả giao tranh, tổng cộng 6 cảnh sát đã hy sinh, hơn 20 cảnh sát bị thương. Các phần tử tội phạm đã đào thoát thành công. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim bọn cảnh sát toàn là lũ ngốc. Có vậy thôi mà cũng không bắt được. Brakan, chuẩn bị xe cho tôi. Tới bệnh viện thăm người bệnh. Uống nước đi đội trưởng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu chữa được. Đội trưởng có chuyện rồi.
Có chuyện gì? Tony đã tới bệnh viện. Anh mau khỏe lại nha. Chúc anh mau bình phục. Đừng lấy. Thì ra là đội trưởng Sông Chai. Anh có gì không hài lòng à? Đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa nữa. Ông Tony, đội trưởng đang nói gì vậy? Tôi tới đây là để thể hiện tấm lòng của mình đối với những chiến sĩ đã hết mình thực thi nhiệm vụ, đã hy sinh quên thân mình để cống hiến vì nhân dân. Chỉ vậy thôi. Mày chính là tên quỷ chữ đội lốt thầy tu. Bên ngoài tỏ ra nhân nghĩa, nhưng đằng sau mặt nạ chỉ toàn là sự bỉ ổi, độc ác tận xương tủy. Có một ngày tao nhất định sẽ lột mặt nạ giả tạo của mày xuống. Cứ chờ đó. Ồ, quỷ dữ đội lốt thầy tu sao? Anh nói vậy là đang bôi nhọ tôi đó. Trước khi mắng chửi tôi, đội trưởng cũng nên xem lại bản thân mình. Anh thấy đó, những người lính này thật đáng thương. Phải chịu đau đớn. Một số còn mất mạng nữa. Bởi vì có một đội trưởng thích chỉ huy kiểu loạn xị xà ngầu. Mày thừa nhận đi, chính mày dẫn lính mày đi chết. Buông ra! Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi! Buông tôi ra! Đội trưởng à, đội trưởng! Mau dừng tay! Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Mọi người nhìn đi! Cảnh sát đi hạ hiếp người dân lương thiện đó. Mau ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo đi. Sau đó về dưới báo cáo cho tôi về những chuyện đã xảy ra. Đi. Đó. Tôi xin thay mặt cấp dưới xin lỗi ông Tony. Không có gì đâu. Nhưng nếu trong tổ chức lại có những người thiếu chuyên nghiệp như vậy, tôi nghĩ ngài trung tướng nên xem xét lại nhân sự thật kỹ lưỡng. Tony, xin chào. Ngài gọi tới. Nhất định là có tin vui cho tôi. Dĩ nhiên, hàng mà cậu đặt đã có rồi. Chỉ còn chờ giao thôi. Tốt quá. Nhưng mà... Nhưng sao nữa? Đất hàng lần này có giá trị rất lớn.
Để tránh xảy ra sai sót, tôi muốn vụ lần này cậu đích thân làm. Chuyện này đương nhiên rồi. Vụ quan trọng như vậy, dĩ nhiên tôi phải đích thân làm. Ngài không cần phải lo đâu. Ừ, được vậy thì tốt, tôi không cần phải lo nữa. Vậy chúng ta sẽ hẹn giao hàng khi nào? Tôi sao cũng được, chọn thời gian mà cậu thấy tiện đi. Tôi hiểu rồi, tôi cúp máy đây. Gọi mọi người vào họp. Tất cả nghiêm. Mời tất cả ngồi. Lần này chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch nhằm truy bắt một ổ buôn ma túy rất lớn. Chiến dịch đặc biệt lần này chúng ta đặt tên là Đóng cửa bắt mèo già. Mục tiêu truy bắt lần này là một doanh nhân lớn tên là Tony Ariyabaisan, là người đứng sau điều khiển và cũng là thủ lĩnh hiện tại của băng quả diệm. Xin mời đội trưởng. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Từ tin tức báo về cho chúng ta biết, sắp xuất hiện một lô ma túy lớn có giá trị lên đến 3 triệu đô la, hoặc có thể cao hơn nhiều nữa, lên tới 10 triệu đô la. Nếu được xuất ra ngoài Thái Lan, nên nhiệm vụ chiến dịch lần này ta phải đối đầu tới tận 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu là nhóm quả diệm, và đây là tên Tony, thủ lĩnh băng quả diệm. Còn 5 người này là đàn em thân tín nhất của tên Tony. 5 người họ vừa hộ vệ, vừa là súng bắn tỉa sát thủ thân cận. Nếu chúng ta buộc phải đối đầu với những người này, phải tuyệt đối đặc biệt chú ý hành động. Phần tiếp theo, người này tên là Kim Jong Won, thủ lĩnh băng Konsu của Hàn Quốc. Theo dự báo sẽ đích thân bay sang để nhận lô hàng, và chắc chắn chúng sẽ đem theo đám tùy tùng trang bị vũ khí hạng nặng đi theo hộ vệ. Tiếp theo là nhóm cuối cùng, và người này, đây là đại tướng Di Xuyên, ông vua buôn bán ma túy khu vực Tam Giác Vàng, là đầu não sản xuất ma túy, vừa tổ chức buôn bán ma túy đợt này. Trong đó tên Tony sẽ là cò trung gian, và hiển nhiên chúng sẽ đem theo lực lượng có trang bị vũ khí nguy hiểm. Theo tin báo tôi nhận được, đám này là đám lính đánh thuê phục vụ xuyên quốc gia, kỹ năng chiến đấu từng người không thể coi thường. Chúng ta phải thật cẩn thận, không được lơ là. Còn đây là điểm hẹn mà ta nhắm chừng sẽ là địa điểm chính giao hàng trong phi vụ này. Tôi bảo đảm là tên Tony sẽ bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc. Việc tiến hành dây ráp tại hiện trường lần này phải tính toán kỹ. Trước tiên cần xác nhận chắc chắn là tên Tony cùng đồng bọn đã tiến vào địa điểm hẹn. Vì mục tiêu lần này của chúng ta, ngoài lô hàng ma túy nói trên có giá trị ước tính lên đến tận 3 triệu đô la Mỹ, thì còn có tên Tony vốn là mục tiêu quan trọng. Ta phải bắt được hắn tận tay tận mặt để dùng làm bằng chứng trói buộc tên Tony trước tòa án. Có ai ở đây thắc mắc thông tin nào hay không? Nếu có ai thắc mắc, có thể tìm tôi sau cuộc họp. Tôi xin dừng phần giải trình chi tiết về chiến dịch tại đây. Cảm ơn mọi người nhiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mình có nên gửi đi không? Cô đang làm gì đó? Dạ đội trưởng, chị có muốn gửi cũng không được đâu.
Chúng tôi đã khóa tín hiệu rồi. Tôi xin phép thất lễ nha. Tôi có thể giải thích chuyện này. Mục tiêu truy bắt lần này là một doanh nhân lớn tên là Tony Ariya Bài Sản, là người đứng sau điều khiển và cũng là thủ lĩnh hiện tại của băng quả diệm. Xin mời đội trưởng. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Từ tin tức báo về cho chúng ta biết, sắp xuất hiện một lô ma túy lớn có giá trị lên tới 3 triệu đô la, hoặc cũng... Cô không cần giải thích nữa, đã quá muộn rồi. Nhưng mà đội trưởng à, đội trưởng nghe em giải thích đã. Tôi không muốn nghe cô nói. Hiện tại cô bị tạm giam ở đồn cảnh sát, sau đó sẽ tính tiếp. Trong thời gian cô đợi tôi quay lại, hãy thử suy nghĩ lại đi những điều mà cô đã làm. Đi. Mời chị. Ổn thỏa chưa? Dạ mọi thứ ổn hết rồi. Mấy giờ ông Kim tới? Khoảng 10 phút nữa. Mấy cậu đi kiểm tra lại lần nữa, coi coi có cái gì bất thường không. Dạ. Pin ở lại. Dạ được. Rừng tiến vào vị trí. Chuyến đi ổn hết không? Ổn thỏa hết. Hàng đâu rồi? Đâu cần nóng vội về ông Kim. Hàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Còn số tiền đợt cuối có đem tới không? Ừ.
Dẫn đại tá lên đi. Hai đứa bay ở đây, số còn lại đi theo tao. Hàng đang được chúng chuyển vào. Rõ. Cọp trừng vào vị trí. Tuân lệnh sếp. Đại tá, xin chào ông Tony. Mọi thứ ổn chứ? Hàng đã sẵn sàng. Đây chính là ông Kim. Đây là đại tá Thompson. Tôi nghĩ chúng ta tiến hành giao hàng đi. Được thôi. Không thành vấn đề. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mọi người chuẩn bị hành động. Hành động đi. Đi. Để đảm bảo an toàn, tôi xin phép kiểm tra một chút. Được, mời. Ông chủ à, bọn họ đang làm gì vậy? Chắc muốn dùng thiết bị reset để kiểm tra xem có bộ đàm hay máy quay lén hay không. Nè, không sao đâu.
Hành động. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Hả? Có chuyện gì? Ai biết đâu? Nè, mày giỡn trò hả? Lại giỡn trò? Giỡn trò hả? Ai giỡn trò? Mày giỡn trò hả? Bình tĩnh. Chắc là có chuyện gì hiểu lầm thôi. Bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống. Ra coi chuyện gì. Dạ. Ê, ra coi đi. Dạ đại ca. Ra coi đi. Tay súng bắn tỉa hả? Dạ đúng vậy. Chính là kẻ đã bắn đại quý sẵn. Em mau đi đi. Chỗ này cứ để cho tôi. Anh phải cẩn trọng đó. Monty, dắt. Dạ. Theo cả đàn ông. Cho ba đi với tôi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đi. Cha ba có chứ? Yeah.
nhớ. Người của mình bỏ xuống, bỏ lên, mau. Bỏ lên. Tony, phải mau đuổi theo hắn mới được, mau kết thúc thôi. Tới rồi hả Sunan? Khử nó. Nếu mày bắn tên tôi thì chết chắc. Sunan, cuối cùng thì mày cũng chịu bộc lộ thân phận rồi. Tao chờ ngày này đã lâu rồi, cái ngày mà tao có thể giết chết mày. Sao lại nói chuyện không tôn trọng nhau như vậy hả Sunan? Nếu như mày bắn tao, không chỉ một mình mày biến thành tổ ong, kể cả con nhỏ cảnh sát này nữa cũng sẽ phải chết theo tao. Bỏ súng xuống. Mày thả cảnh sát ra, tao sẽ bỏ súng xuống. Thả ngươi. Thả nó đi.
Cô đã đi đâu vậy? Giết nó! Cẩn thận! Lựu đạn! Hãy cứu cho chạy! Ông chủ! Ông có sao không? Tôi không sao. Rakan, kế hoạch B. Dạ ông chủ.
Mày trốn không thoát đâu Tony. Trừ khi mày mọc ra được đôi cánh, bay thẳng lên trời mà trốn. Nếu mày muốn bắt được tao, mày phải cố gắng hơn như vậy gấp ngàn lần. Nói cho mày biết, may mắn là tao có đôi cánh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Phim, nếu bây giờ có em ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy. Anh muốn được tựa đầu vào em như lúc trước. Anh xin lỗi em. Là lỗi của anh hết. Anh không muốn rời xa em đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, chính anh sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Phim được dịch giải quyết Tony. Tên đó quyết không tha cho chúng ta. Vậy ông chủ định thế nào? Bây giờ tới chỗ của tướng Di Xuyên. Hãy tạm thời trốn đi một thời gian. Tạm thời không đi đâu hết. Chờ tôi giải quyết xong mọi ân oán với tên sông trai trước đã. Nếu như không, kiếp này có chết tôi cũng không nhắm mắt. Nè, có ăn nhậu thì cứ nói nghe. Nhìn bộ dạng anh là biết rồi. Đúng đó. Ê, kìa. Trời ơi trời, trời nóng muốn chết luôn. Ai cũng quải chỉ có mình cô. Phấn khích vui ra mặt kìa. Nhìn cái mặt là thấy mùa xuân tràn về rồi. Đội trưởng đâu rồi? À, sáng giờ chưa có thấy tới. Sao vậy ta? Hôm nay là ngày quan trọng kia mà. Ừ, anh gọi hỏi đi. À, tôi nghĩ đừng gọi thì tốt hơn. Với lại tôi cũng biết vì sao đội trưởng vẫn chưa tới đây. Vì sao vậy? Vì hôm nay chính là ngày giỗ của chị Bim, vợ chưa cưới của đội trưởng mà. Giỗ vợ chưa cưới của đội trưởng? Cô ấy là bạn gái cũ của Tony có đúng không? Đúng vậy. Vậy đội trưởng đi có một mình thôi sao? Đúng, thì bình thường cũng đi có một mình à. Ê, bộ có gì không ổn hả? Không, không có gì hết. Đi, làm việc đi. Tới rồi hả bạn Hiền? Mày tới làm gì? Thôi đi. Mày thật sự không hiểu tao tới đây để làm gì à? Cũng tốt, phim chờ ngày này lâu lắm rồi. Không cần, tôi tự xử lý.
hôm nay giải quyết hết tất cả ân oán đi. Muốn giải quyết chứ gì, cứ nhào vô. Tao thua rồi. Đại tá cảnh sát, đội trưởng Sông Chai chính thức bắt anh. Thôi đi. Ra mày phải biết rõ, tao luôn có kế hoạch hay. Chỉ cốt mày không cần lo, đám lính cấp dưới của mày
tao sẽ giết sạch không chừa một đứa. Xin lỗi. Tha lỗi cho anh nha. Bim. Đội trưởng! Đội trưởng ơi! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Em là cha ba đây! Em là cha ba đây! Anh mau tỉnh lại đi! Là cô sao? Cha ba! Tôi sắp chết rồi! Đội trưởng, anh đừng có nói như vậy. Anh chắc chắn là sẽ không sao đâu. Nhìn, nhìn em đây, anh không được nhắm mắt đội trưởng. Anh không được nhắm mắt. Anh ráng một chút, em sẽ gọi xe cứu thương. Thôi, thôi mà. Không cần đâu. Cha ba ơi, thời gian
của tôi sắp hết rồi. Cha bà, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi giúp đỡ tôi. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn em đều làm hết. Đội trưởng, nhớ xin lỗi Su Đan giúp tôi. Tôi đã không giữ lời hứa mà tôi đã hứa trước đây được nữa. Nhớ xin lỗi dùm tôi. Nhớ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, anh tỉnh lại đi, cứu giấy, cứu giấy. Đội trưởng, ráng thêm chút nữa đi mà, ráng thêm chút nữa đi mà. Bác sĩ, đội trưởng chúng tôi sao rồi? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, tôi xin thành thật chia buồn. Cậu là hy vọng duy nhất của tôi, vì chúng ta còn phải làm tới cùng. Tôi sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không có cậu, cũng không có tôi, hai chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
đội của chúng ta nhất định sẽ bắt được tên Tony. Đội trưởng hãy yên nghỉ nha. Tôi xin hứa. Tôi sẽ lôi cổ tên Tony về chịu tội. Tôi xin hứa.